Trước mắt quý vị đây là mẫu loa karaoke di động công suất lớn có tên gọi là NT4044. Mẫu loa được tích hợp cho mình với hai bass 40 và 4 trep quý vị ha. Và đây là dòng sản phẩm đang có chương trình thanh lý giảm giá, giá bán gốc là 8.500.000 và nay Nhật Tây thanh lý về còn 6.500.000 nha. Nếu như quý vị nào chúng ta có nhu cầu thì vui lòng liên hệ, chỉ có một con duy nhất thôi. Được thiết kế là một cái thùng loa bằng gỗ và được phủ màu sơn là sơn BU ha, nhìn có những cái đường vân rất là đẹp, rất là sang trọng quý vị nha. Bên trong loa thì được tích hợp cho mình với hai loa bass 40 này và bên trên thì có bốn loa trep ha, kèm theo đó là hai micro UHF tay nhôm cao cấp và một bo mạch công suất lớn nằm ở mặt trên của thùng loa này. Và kèm theo đó là một cái bình ắc quy ở bên trong thì chúng ta có thể sử dụng ngoài trời lên đến 2 đến 3 tiếng ha. Nếu như quý vị chúng ta đang có nhu cầu mua loa hay, đẹp, mới, giá rẻ thì NT4044 mà chương trình đang thanh lý này thì một trong những cái sản phẩm rất đáng để quan tâm ha. Và đây là dòng sản phẩm còn mới 100%, chưa qua sử dụng, bảo hành 12 tháng. Quý vị cần vui lòng liên hệ để mà Nhật Tây tư vấn thêm cho quý vị nha. Đang lờ phím sai cùng